xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi đâm vào nhà dân. Khi nhận tại hiện trường, sau khi gây ra vụ tai nạn đầu tiên ở khu vực quốc lộ 13 vào sáng ngày 7 tháng 1, tài xế tăng ga bỏ chạy rồi gây vụ tai nạn thứ hai khi va chạm với cảnh sát giao thông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân ở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thấy một xe tải chạy với tốc độ cao trên đường theo hướng từ Nguyễn Xí về Phan Văn Trị. Đáng chú ý, phía sau xe tải có một cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Xe tải qua cầu Băng Kỳ được khoảng 100 m thuộc phường 11 thì va chạm với một cảnh sát giao thông và xe máy do một người đàn ông điều khiển. Sau đó, xe tải này tiếp tục lao vào một căn nhà trên đường nơi Trang Long rồi mới dừng lại. Vụ việc khiến người đàn ông điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu, cảnh sát giao thông bị thương nhẹ. Tài xế xe tải sau đó đã rời khỏi hiện trường kiểm tra thùng xe tải công an phát hiện có hai xe máy nghi là bị bẻ khóa đáng chú ý có một thanh niên khác ngồi trong thùng xe tải công an đã đưa người này về trụ sở để làm rõ vụ việc